Tôn Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn nha. Các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Vision 110 FE của năm 2022. Và video ngày hôm nay, top 5 sẽ review đôi chút về một phiên bản đặc biệt màu xanh tím đen rất đẹp này các bạn nha. Dường như cái màu sắc này đang là xu hướng của năm 2023, bởi các bạn cũng đã biết rất rõ, mẫu iPhone 14 vừa rồi ra mắt cũng trang bị những màu sắc tím này, khách hàng đang quan tâm rất nhiều và là màu sắc độc tôn trên cái mẫu điện thoại đó. Rất là ok như vậy. Và ngày hôm nay tại xe máy Đại Nam đang có rất nhiều những cái phiên bản màu xanh tím đen rất đẹp này để các bạn có thể thoải mái lựa chọn đây. Giá bán hiện tại cũng đã hạ đi rất nhiều trong thời điểm giữa tháng 11 của năm 2022. Hiện tại đại lý xe máy Đại Nam đang lên cho nó một số những cái phụ kiện món đồ chơi để đem đến những trải nghiệm mới lạ hơn, thể thao hơn cho mẫu xe Honda Vision. Các cái vị trí được ốp này, làm giả carbon này, nhìn khá là ok các bạn nha, đem đến một cảm giác hiện đại hơn cho mẫu xe Honda Vision. Với những bạn nào quan tâm tới mẫu xe Honda Vision ở đây, các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình với địa chỉ đại lý xe máy Đại Nam, với địa chỉ ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, cách cổng chính của Việt Nam vào khoảng tầm 200m các bạn nha. Hoặc có thể thông qua số điện thoại của bạn Linh, mình để ở trên màn hình các bạn có thể theo dõi. 0917971471 sẽ được bạn Linh tư vấn cụ thể gửi đến các bạn về mẫu xe Honda Vision này. Rất đẹp phải các bạn, rất đáng để quan tâm. Top 5 quay rất cận cảnh chi tiết từng góc độ một để các bạn có thể nhìn ngắm trên mẫu xe Honda Vision và đưa ra quyết định lựa chọn cho mình một mẫu xe gần như là tiểu SH rồi, bởi nó có rất nhiều những cái thiết kế được hơi hướng từ mẫu xe Honda SH, đem đến cái một cái vị thế rất tốt các bạn nha, tôn dáng chị em hơn rất nhiều trong thời điểm hiện tại. Kể cả phần ốp mặt nạ phía trước này cũng được đại lý lên cho nó để đem đến cảm giác mới lạ hơn, giống mẫu xe Honda SH hơn. Trước đây có những thời điểm mẫu xe này có giá bán lên tới rất cao, 45, 46, 47, thậm chí trên 50 triệu cũng có, nhưng nay giá bán của nó chỉ vào khoảng tầm từ 36 đến 39 triệu mà thôi. Các cái vị trí hốc để đồ này, hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key này, móc treo đồ, khá là tiện dụng trên mẫu xe này, nhỏ gọn, thanh thoát và rất tôn dáng các chị em. Đó là một mẫu xe rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Cốp để đồ cũng rất rộng đây, các bạn có thể theo dõi. Và có thêm cả vị trí để các bạn có thể sạc được các thiết bị thông minh. Cổng 12V. Bình xăng vẫn để dưới yên xe các bạn nha. Để có một mẫu xe nhỏ gọn như vậy thì bắt buộc hãng Honda vẫn để cái vị trí bình xăng dưới yên xe. Và nhiều bạn mong rằng mẫu xe này được nâng cấp khối động cơ lên 125 phân khối nữa là cực kỳ ok luôn cho dòng xe Honda Vision này. Thiết kế nhỏ gọn, đẹp, thanh thoát, chị em phụ nữ rất yêu thích trong thời điểm hiện tại. Một số vị trí gù chống đổ phía trước này cũng được đại lý lên các bạn nha, để tông xuyên tông hơn với tổng thể màu sắc của xe. Hiện tại mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là một phiên bản là đặc biệt, đang có mức giá bán là 38 triệu các bạn nha. Rất nhiều các chiếc xe khác nhau đây các bạn có thể theo dõi về một loạt hàng các phiên bản màu xanh tím. Và mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Đại Nam. Đây là toàn bộ đại lý. Rất nhiều những cái mẫu xe từ nhập khẩu đến chính hãng đang có mặt ở đại lý để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Với mức giá 38 triệu trong lúc này, mình nghĩ là một mức giá cũng khá là phù hợp cho mẫu xe Honda Vision phiên bản đặc biệt màu xanh tím này. Cũng rẻ hơn rất nhiều so với những thời điểm trước đây rồi. Còn các phiên bản chìa khóa thường ấy, thì giá bán của đó đâu đó vào khoảng tầm từ 35 triệu thôi, 35, 36 triệu thôi. Còn những phiên bản cao cấp giá 37 triệu này, cá tính thì cao hơn một chút, đâu đó vào khoảng tầm 39, 40. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Toàn bộ giá bán mình báo đến các bạn ấy là đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nha. Để các bạn có thể hiểu hơn, biết hơn, chi tiết hơn và về những cái chương trình khuyến mại, chương trình trả góp đối với mẫu xe Honda Vision này, các bạn cứ liên hệ trực tiếp này theo số điện thoại của bạn Linh là 0917971471. Số điện thoại này mình có cả cái phần Zalo luôn để các bạn có thể liên hệ. Bạn sẽ chụp hình cho các bạn từng góc độ một trên mẫu xe Honda Vision để lựa chọn trong thời điểm này. Ngày hôm nay thì Tú Nam có quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại khu vực Bình Dương. Anh em nào ấy, chị em nào ở khu vực miền Nam hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình. Thời điểm hiện tại là một thời điểm mua xe khá là thích hợp các bạn nha. Vì trong thời điểm hiện tại các bạn mua mẫu xe này ấy, giấy tờ các bạn làm hoàn toàn ok và xong sớm trong trước Tết. Vì càng đợi tới càng thời điểm cuối năm thì giá bán sẽ càng cao hơn đâu đó một chút nữa. Rồi là các bạn sẽ phải mua xe rồi mà muốn có giấy tờ cà vẹt luôn cũng rất là khó. Nên mình muốn rằng các bạn lên mua ở thời điểm hiện tại các bạn nha, với mẫu xe Honda Vision này. Quá là ok và chi tiết rồi, từng góc độ một trên mẫu xe này.
Với mẫu xe Honda Vision với giá bán hiện tại thì các bạn chỉ cần trả trước đâu đó vào khoảng tầm từ 4 đến 5 triệu là các bạn sẽ có cho mình mẫu xe này ngay. Và cái thủ tục để trả góp đối mẫu xe Honda Vision này cũng rất là nhanh gọn thôi. Top 5 cũng đã có khá nhiều các video khác nhau chia sẻ về những cái thông số kỹ thuật trên mẫu xe này rồi. Mình có thể nhấn mạnh một số những cái ưu điểm vượt trội trên mẫu xe Honda Vision này để các bạn có thể tham khảo như sau. Đầu tiên thì mình có thể nói về các trang bị. Với một mẫu xe tay ga ở phân khúc giá rẻ hiện nay tại thị trường xe máy Việt Nam chúng ta mà được trang bị khá là nhiều thứ này, từ hệ thống chìa khóa thông minh đến các cái vị trí hốc để đồ này, mặt đồng hồ thì kết hợp giữa analog và LCD, hệ thống idling stop này, rồi cốp xe cũng khá là rộng này, kèm theo đó nữa là cổng sạc thì cực kỳ tiện dụng trên một mẫu xe tay ga ở phân khúc giá rẻ này rồi các bạn nha. Cái tiếp theo nữa mình muốn chia sẻ với các bạn mà chắc chắn các chị em rất quan tâm, đó là kiểu dáng thiết kế của mẫu xe. Thiết kế rất trau chuốt và đẹp, thừa hưởng thiết kế từ những người đàn anh, đặc biệt là mẫu xe Honda SH, để đem đến một cảm giác trải nghiệm mới lạ này. Rẻ tiền nhưng lại có những thiết kế rất là ok trên mẫu xe này. Tiểu SH mà các bạn nha. Tiếp theo nữa là khối động cơ 110, đủ để các bạn có thể lưu thông trên đường, đi phố, đi học, đi chơi, ok trên mẫu xe. Và những cái trang bị điển hình tiên tiến tiếp theo nữa, công nghệ tiếp theo nữa chính là hệ thống phanh CBS, một hệ thống phanh kết hợp trên một mẫu xe tay ga. Hiện nay đang được áp dụng rất nhiều trên những dòng xe của Honda trong thời điểm hiện tại. Và tổng hợp tất cả những nội dung đó toát lên một mẫu xe đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại với mẫu xe Honda Vision này các bạn nha. Ưu điểm rất nhiều, tuy nhiên nó cũng sẽ có những hạn chế nhất định trên cái mẫu xe Honda Vision mà chắc chắn các bạn cũng đã tham khảo khá là nhiều rồi khi để được đưa ra quyết định lựa chọn cho một mẫu xe. Giá bán hiện tại của nó có hơi cao một chút so với giá bán đề xuất của hãng, tuy nhiên trong thời điểm hiện tại cũng là chấp nhận được. Đây là một cái điều các bạn cũng đang lăn tăn phân vân trong việc lựa chọn mẫu xe này. Kèm theo đó nữa là khối động cơ của xe đang quá là nhỏ, chỉ 110 phân khối mà thôi, gần như là thấp nhất trên thị trường rồi. Yamaha đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang có những cái mẫu xe như Janus cũng lên tới 125 phân khối rồi. Còn mẫu xe này vẫn giữ ở mức là 110 phân khối. Tuy nhiên thì mình cũng đã nói rồi, khối động cơ này vẫn là đủ dùng để các bạn có thể trải nghiệm, đi học, đi phố, đi chơi. Rất là nhẹ nhàng luôn các bạn nha. Với khối động cơ SV trên mẫu xe Honda Vision này. Kèm theo đó nữa là hiện tại trên mẫu xe Honda Vision nhiều bạn chưa thích lắm với hệ thống giảm xóc phía sau của xe chỉ là một giảm xóc đơn. Nhiều bạn thích giảm xóc đôi nhìn nó cân đối hơn. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm ở nội dung này bởi Honda đã tính toán rất kỹ rồi để trang bị cho nó những cái vị trí gần như là an toàn nhất, cân bằng nhất trên mẫu xe. Ưu điểm đã có rồi, nhược điểm top 5 cũng đã chỉ ra một cách chi tiết để các bạn có thể tham khảo thêm thông qua video này. Và với mức giá bán hiện tại chỉ dao động cho khoảng tầm từ 35 đến 39 triệu với mẫu xe Honda Vision, mình nghĩ là hoàn toàn ok để các chị em có thể lựa chọn trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là các chị em ở khu vực miền Nam các bạn nha. Thường thì miền Nam sẽ luôn luôn có mức giá bán cao hơn so với khu vực miền Bắc, bởi vì các bạn cũng đã biết rồi, quá trình vận chuyển khá là dài từ miền Bắc vào miền Nam bởi công ty Honda luôn đặt ở miền Bắc các bạn nha. Cùng với đó là rất nhiều các chi phí khác nhau nên giá bán thường cao hơn. Và đó là một số thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ gửi đến các bạn thông qua video này. Cảm ơn rất này của mình. Nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.